Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok, thì anh em ơi, hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video mini world mới cho anh em xem đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn. Rồi ok, không nói nhiều nữa. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào mấy bạn ơi. Let's go. Thì ok bạn ơi, mấy bạn đang thấy mình đang đứng ở đâu không? Thì đây, mình cho bạn xem nha. Những bạn nào đã xem video của anh Siro rồi, hoặc là xem video của anh Vịt rồi, thì chắc chắn mấy bạn sẽ biết đây chính là con gì nè, đúng không? Thì xin giới thiệu với bạn, đằng sau lưng mình chính là con rồng của anh Siro xây trong cái ngày Tết đó anh em. Đó, thì đây nè, đây chính là một con rồng mà anh Rô anh đã xây trong cái ngày Tết để ảnh gọi là cầu may mắn anh em. Nhưng mà bây giờ mấy bạn biết hôm nay là tháng mấy rồi chưa? Hôm nay là đã tháng 2 rồi, và gọi là gần qua tháng 3 luôn rồi. Andro vẫn để con rồng ở đây. Mình nói thật luôn á, là con rồng để ở đây nè, nhìn nó cực kỳ vướng víu luôn. Và anh Mr. Dịch cũng bảo rất là nhiều lần luôn. Anh Dịch bảo rằng là anh Dịch tính rằng là anh Dịch sẽ đập con rồng này ra, nhưng mà mãi mà anh Dịch vẫn không có thời gian để anh Dịch làm. Và Andro cũng vậy, Andro bảo rằng á là cứ mỗi năm thì Andro sẽ xây một con khác nhau, nhưng mà do không có thời gian cho nên là Andro không có đập cái con rồng này đi được, bởi vì đã hết Tết rồi cho nên mọi người cũng tính đập con rồng này đi. Cho nên là hôm nay mình sẽ thay thế anh Dịch, thay thế anh Siro, để gọi là cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau phá hủy con rồng này nha anh em. Mình chắc chắn các bạn rằng á, có những bạn á khi mà xem con rồng này nè, mà mấy bạn chỉ thấy người ta trang trí rồng thôi đúng không, chứ mấy bạn chưa bao giờ thấy người ta phá hủy rồng đúng không anh em. Thì hôm nay mình sẽ cho mấy bạn một cơ hội được xem cảnh gọi là con rồng này nổ banh xác. Ok, thì mấy bạn ơi, mình nói trước nha, thì đây chính là gọi là cái ý nguyện của anh Rô. Anh Rô bảo mình làm nha, chứ không phải là mình gọi là đập cái con rồng của anh Rô nha. Cho nên là mấy bạn nào mà là fan của anh Rô á thì mấy bạn cũng đừng có chửi mình nha, bởi vì là con rồng này là anh Rô bảo mình đập mà, chứ không phải là mình muốn mình đập đâu đúng không. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gọi là nhét vào trong miệng và trong cái bụng của con rồng này 1000 quả TNT để gọi là làm con rồng này phát nổ anh em ơi. Nghe đã không, đã không? Thì mấy bạn sẽ được xem cảnh con rồng này bị nổ tanh bành luôn. Ok, để mình xem nha. Bây giờ con rồng này nè, mình nghĩ rằng là mình sẽ đập một cái lỗ ngay cái miệng của nó để mình chui vào trong. Để mình bày ở đây nha. Ok, đập cái lỗ trong cái miệng ở đây nè. Rồi mình chui vào trong. Ui, sao bên trong lại tối thui vậy? Để mình lấy cho mình một cái đuốc đã. Mình phải có đuốc thì mình mới đi mình tham quan được. À khoan, không cần đuốc đâu, chúng ta có cái bao tử đêm nữa bạn. Cái bao tử đêm này nè, những bạn nào mà chơi mini world nhiều thì mới biết cái bao tử đêm này nó có công dụng là gì. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn luôn nha. Công dụng của bao tử đêm này đó chính là khi các bạn ăn nó vào đó thì bên trong dù tối cỡ nào thì nó cũng sáng lên hết. Ghê chưa? Cái bao tử đêm này là ăn là có thể làm sáng được, gọi là bất cứ chỗ nào, dù là tối cỡ nào cũng thể làm sáng được luôn nha anh em. Rồi chúng ta sẽ chui vào trong bụng con rồng nha. Đấy bạn xem nè, mình đang trên đường chui vào trong bụng của con rồng nè anh em. Wow, con rồng này trong bụng của nó hóa ra cũng to phết nha. Đây, hình như chỗ này là chạm đất rồi nè. Wow, vậy là chúng ta đã vào trong được tới cái phần đích của con rồng rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ cùng với các bạn gọi là đặt TNT trong đây để gọi là phá hủy con rồng này, xem thử xem như thế nào nha anh em. Rồi ok, để mình đặt thử nha. Bây giờ mình sẽ lấy TNT nè. TNT hình như là nó nằm ở bên phần gọi là công cụ phải không ta? Đâu rồi nhờ, để mình kiếm coi. Đây, quả TNT đây. Đó, hay là mình lấy cái quả thêm những cái quả nào khác ta. Thôi chắc lấy cái quả này luôn đi. Ok. Rồi ok anh em ơi, chúng ta đã có được TNT rồi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt vào trong con rồng nha. Mình sẽ đặt vào trong con rồng nè. Và mình nghĩ rằng á, để tăng thêm phần hấp dẫn, mình sẽ gọi là sử dụng đến một thứ, đó chính là một cái khối sao chép. Đây chính là khối sao chép mà chúng ta thường hay sử dụng để gọi là xây dựng anh em. Mình sẽ để khối sao chép vào đây, để quả TNT lên, sau đó là mình bỏ thêm quả bơm vào đây. Đó. Mấy bạn thấy chưa, là nó sẽ lắp kính con rồng bằng TNT luôn. Ghê chưa. Rồi thì chúng ta cứ tiếp tục như thế, mình sẽ đặt TNT vào đây. Đó rồi, sau đó mình lắp vào đây. Búp. Đó. Rồi, bây giờ mình cứ xây dần lên trên cao anh em, là coi như con rồng là được gọi là bích đầy TNT trong bụng luôn. Hợp lý chưa? Rồi để mình làm tiếp nha.
mình sẽ đặt thêm một cục ở đây nè, sau đó đặt quả bơm lên, rồi sau đó là bay đến đây và đặt vào đây. Ok. Ê, chết trời, trời, mình bị kẹt trong đây luôn anh em ơi. Tí nữa mình nó mà nổ cái chắc mình banh xác luôn quá. Ok, thả tôi ra. Ok, rồi, mình ra rồi. May quá. Tưởng là bị kẹt trong đây là chắc chết luôn quá. Ok. Ui, mình lỡ tay mình đập cái chỗ này lộ ở ngoài luôn rồi. Không sao. Mình cứ lắp và đi không sao đâu. Tí nữa trước sau gì con rồng này cũng nổ banh xác mà. Kệ đi. Ok. Lắp vào đây thế này. À nha, hồi nãy mình nói rồi nha, là cái này á là anh Rô bảo mình làm nha, chứ không phải là mình phá con rồng của anh Rô nha mấy bạn. Cho nên là fan của anh Rô đừng có chửi mình nha, mình nói trước rồi đó. Tí nữa ông nào mà qua bên kênh mình mà kêu thằng Phong Cận này, tại sao mày vậy dám phá con rồng của anh Siro? Con rồng anh Siro xây cực khổ đến cỡ nào mà mày lại dám phá hả? Bạn nào mà chửi mình nữa là mình kích khỏi kênh luôn, mình ban khỏi kênh luôn, để cho xét khỏi xem luôn. Xem cái gì đâu, mình đã nói trước rồi là mình làm theo ý của anh Rô bảo mình phá thì mình phá thôi. Đó, thì sẵn mình quay clip lại cho bạn xem. Đó, chứ đâu phải là mình cố ý để mình gọi là phá hủy con rồng của anh Rô đâu. Cho nên là những bạn nào á xem video thì làm ơn là xem cho hết video đi, nghe mình nói hết xong hết đi, rồi hãy gọi là bình luận nha. Có nhiều bạn gọi là chưa xem hết gọi là bình luận chửi mình quá trời luôn. Đó, cho nên là mình rất là buồn luôn. Mà bình thường mình buồn mình sẽ làm gì? Mình sẽ ăn. Mà mình ăn thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ bị béo ú. Mấy bạn hiểu không? Người ta thường người ta hay bị buồn á, người ta sẽ kiếm đồ ăn người ta ăn đó, tại bởi vì người ta ăn để ta che đậy cái nỗi buồn của ta đó. Ok. Rồi. Đến đây nè, bây giờ mình sẽ gọi là xây ra ngoài miệng của nó. Xây ngoài đây thế này. Ok. Mình sẽ làm một cái dây dài thân lon ngoài đây thế này. Ok. Rồi. Lên thêm một ô nữa. Lên. Cái phần này là phần đầu của con rồng nè. Thì chúng ta phải đi xuống dưới đây mới đúng. Mình sẽ chui xuống đây nè. Đó, rồi, ra ngoài đây. Rồi, ok, vậy là coi như là mình nghĩ là bên trong con rồng đã được lắp kính bằng TNT á bạn. Ui, ở chỗ này mình thấy nó có TNT lòi ra ngoài không nè. Phải rồi. Mình lắp kiểu gì mà TNT nó lòi ra ngoài luôn bạn ơi. Vậy chắc là TNT bên trong là nhiều lắm luôn anh em. Kỳ này là con rồng là không sống nổi với mình rồi. Để mình lấy sữa mình uống cái đã. Mình thấy nó, hình như là bầu trời nó hơi bị sáng quá thì phải. Ok, mình lấy sữa nè. Rồi, mình uống vào nha. Ok, tiếp theo nữa mình sẽ lấy cho mình gọi là cái gì ta? Không phải hột quẹt đâu. Mình sẽ lấy cho mình gọi là cái dây đàn nè. Ok, sau đó lấy cho mình cái cần gạt. Rồi lấy cho mình thêm một cái khối gì đó nữa. Mình sẽ lấy khối kim cương đi cho nó đẹp. Rồi ok, mình bay đến đây nè. Sau đó là mình sẽ gọi là đặt thêm TNT vào đây nè. Đặt thêm vào cho nó nổ banh luôn cái đầu con rồng luôn. Đó. Rồi mình sẽ đặt cọng dây dài ra ngoài đây. Đó, đặt cọng dây dài ra ngoài đây bạn ơi. Để chúng ta còn xem cảnh con rồng bị nổ nữa nha. Rồi ok. Sau đó đặt một cái cục kim cương vào đây, đặt một cái cần gạt vào đây. Chúng ta chỉ cần gạt cái là cái đầu con rồng sẽ bum 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 và banh luôn con rồng luôn. À. Trời ơi, nghĩ đến cảnh đó thôi là mình đã thấy thích rồi đó. Để mình lấy thêm cái khối này nè, để mình gọi là tăng cái chiều dài cho cọng dây điện đã. Không thôi nó xuất điện không tới đâu. Ok, đến đây nè, rồi vào đây. Rồi ok, rồi sau đó là ghim vào trong quả TNT luôn. Đó. Ok, vậy là xong rồi nè. Rồi, mấy bạn ơi, mấy bạn đã sẵn sàng chưa? Mấy bạn đã sẵn sàng nhìn con rồng này gọi là nổ banh xác chưa? Chứ mình là mình cảm giác cực kỳ háo hức rồi đó. Mình là mình muốn con rồng này chuẩn bị nổ gọi là nổ thật là đẹp luôn rồi đó. Ơ khoan đã. Nhưng mà nếu như mà con rồng này nó mà nổ á thì nó có nổ luôn hết cái gọi là cái làng Hero Team không ta? À không sao. Nếu mà nó nổ luôn cái làng Hero Team á thì bọn mình vẫn có thể sửa lại được, bởi vì bọn mình có lưu lại hết rồi, các bạn yên tâm nha. Ok, làm thế nào? Rồi, làm thế nào anh em ơi? Ok. Hồi hộp quá. Gạt cân gạt. Tít. Đó, nó bắt đầu nổ kìa anh em. Wow. Trời ơi, TNT nổ tùm lum luôn. Wow. Trời ơi, bạn xem kìa. Lắc máy của mình luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, bạn nhìn kìa. TNT bay vòng vòng xung quanh đây quá trời luôn. Wow, con rồng đã biến mất anh em ơi. Trời ơi, kinh khủng thiệt chứ. Nổ một phát một là con rồng biến mất luôn. Wow, không còn gọi là thấy hình dáng con rồng đâu luôn. Ôi trời, bên đây còn đóng TNT chưa kịp nổ hết nữa nè. Ê, nhưng mà khoan, nhà của chị Camui đâu? Nhà của mình đâu?
nhà anh Dịch đâu, nhà Timmy đâu? Gì kỳ vậy? Ủa rồi, còn cái này là cái Garmin House của mình, sao mà tự nhiên cái Garmin House của mình nó bị chẻ thành một nửa luôn vậy? Còn có nửa cái Garmin House à? Ủa, nửa cái Garmin House cái chữ Hero Team đâu? Rồi xong nhà của bác dân làng, xong luôn, nhà bác dân làng giờ còn có một nửa luôn. Trời ơi trời. Ôi. Oh my god. Hình như là mình mới vừa gọi là làm sai một cái chuyện gì đó thì phải. Tại sao ngôi làng lại banh chành như thế này? Ok anh em ơi, thôi xong rồi. Coi như là con rồng này á không thể nào mà phá hủy bằng TNT được rồi. Phá hủy bằng TNT ha là nó nổ một phát một là banh luôn ngôi làng luôn đó, thấy không? Banh hết cái làng luôn rồi, trời ơi. Nhà của Simmy cũng nổ luôn rồi. Chỉ còn duy nhất là cái nhà của ông Siro là còn gọi là còn nguyên vẹn được tí thôi. Còn nhà ai cũng nổ banh hết rồi các bạn ơi. Cho nên là không thể nào mà sử dụng TNT để gọi là phá hủy được rồi. Ai, thôi rồi, vậy chắc là mình phải đập bằng tay thôi. Nhưng mà bạn yên tâm nha, nó nổ vậy thôi, nhưng mà mình vẫn có thể khôi phục lại được map nha, các bạn cứ yên tâm nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây, để mình vô mình đập cái con rồng bằng tay trong Siro, chứ thôi ổng la mình chết. Ok, và mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã dài rồi, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh dưới thức của mình, giúp cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe anh em. Và anh em cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho các thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.